Kính thưa quý vị, như ở số trước chúng ta đã biết, trên bàn đàm phán Paris công khai không giải quyết được vấn đề, dẫn đến phải sắp xếp những cuộc đàm phán bí mật giữa Lê Đức Thọ và Kissinger về việc thỏa thuận chấm dứt chiến tranh mới được thiết lập. Thế nhưng, việc Mỹ đồng ý ngừng ném bom không điều kiện chỉ là trên lý thuyết, còn trên thực tế, chiến sự vẫn nổ ra hàng ngày. Mỗi lần việc đàm phán đi vào bế tắc, Nixon lại chủ trương leo thang vũ lực để giải quyết vấn đề. Vậy trước tình hình đó, Việt Nam đã có những tính toán chiến lược như thế nào để buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris năm 1973? Chúng ta cùng lịch sử quân sự tìm hiểu câu trả lời trong video số này. Ngày 18 tháng 4 năm 1969, Tổng thống Nixon nói rằng ông ta cảm thấy triển vọng hòa bình ở Việt Nam đã cải thiện đáng kể từ khi ông nhậm chức. Ông ta dẫn chứng bằng sự bình ổn chính trị lớn hơn của ngụy quyền Sài Gòn và sự cải thiện lực lượng vũ trang của Nam Việt Nam. Mặc dù đã đồng ý việc ngừng ném bom trên bàn đàm phán Việt Nam tại Paris, nhưng với sự tráo trở, lật lọng của mình ngày 8 tháng 6 năm 1969, Tổng thống Nixon công bố chính sách Việt Nam hóa chiến tranh, chủ trương tìm một con đường khác chứ không phải thông qua đàm phán để rút được quân Mỹ ra khỏi chiến tranh mà vẫn giữ được ngụy quyền. Nixon tính toán và xem như đó là một cuộc chuyển giao chiến tranh. Với chiến lược này, quân Mỹ và đồng minh rút dần khỏi chiến trường để giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường, đồng thời tăng cường lực lượng của quân đội Sài Gòn nhằm tận dụng xương máu người Việt Nam. Thực chất là thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt, chuyển giao chiến tranh cho Việt Nam Cộng Hòa với mục tiêu chia hai miền Việt Nam sẽ trở thành hai quốc gia riêng biệt. Thực hiện chiến lược đó, Mỹ triển khai một kế hoạch toàn diện về quân sự, chính trị, kinh tế. Trong đó quan trọng nhất là chuyển giao vũ khí hiện đại cho quân ngụy Sài Gòn, củng cố ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, ngăn chặn mọi âm mưu đảo chính. Trên chiến trường, Mỹ tiến hành bình định quyết liệt, đồng thời mở rộng chiến tranh sang Campuchia và Lào, ngăn chặn tiếp tế của miền Bắc vào miền Nam, cô lập lực lượng cách mạng miền Nam từ bên ngoài. Về ngoại giao, chính quyền Nixon xây dựng một chiến lược toàn cầu mới trong khuôn khổ học thuyết Nixon, tìm cách lợi dụng mâu thuẫn xô chung trong quan hệ với Việt Nam, tìm kiếm một giải pháp thương lượng theo điều kiện có lợi cho Mỹ. Có thể nói, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đã thật sự đẩy cuộc đàm phán hội nghị Paris vào chỗ bế tắc. Những năm 1969 đến năm 1972 là những năm giằng co quyết liệt giữa ta và địch trên chiến trường cũng như tại bàn đàm phán Paris. Ngoài ra, Mỹ còn thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn. Nixon tìm cách thỏa hiệp với Liên Xô, Trung Quốc hòng cô lập cách mạng Việt Nam, gây sức ép trên bàn đàm phán, buộc Việt Nam phải ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh leo thang theo hướng có lợi cho Mỹ. Sau cú ngoại giao bóng bàn với Trung Quốc ngày 28 tháng 2 năm 1972, Mỹ đồng ý nhượng lại Đài Loan để lấy lòng Trung Quốc. Nixon tỏ ra rất hài lòng với mục tiêu nhìn về phía Moscow để nghiền nát Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, Nixon triệu tập Kissinger đến văn phòng làm việc của ông ta để bàn về thủ đoạn đối phó cho lần đàm phán sắp tới. Dù chịu những thất bại to lớn trên cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam, đặc biệt là nhận được tin báo về việc Việt Nam đã kiểm soát được tỉnh Quảng Trị và đang chuẩn bị tiến công vào Thừa Thiên Huế, nhưng Nixon vẫn tin rằng có thể trao đổi thỏa hiệp với Liên Xô để ép Bắc Việt Nam nhượng bộ. Trong cuộc gặp ngày 2 tháng 5 năm 1972 tại Paris, Kissinger đề cập đến việc Mỹ đã trao đổi thỏa thuận với Liên Xô về những giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ tỏ ra kiên quyết nói: "Từ trước tới nay, chúng tôi đã nói rất nhiều lần rằng có vấn đề gì các ông nói chuyện trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi trực tiếp nói chuyện với các ông. Chúng tôi không qua một người thứ ba nào cả. Bây giờ có gì thì chúng tôi sẵn sàng thảo luận với các ông." Điều này làm cho Nixon rất cay cú và ông ta chỉ thị cho Kissinger: "Dù cho bất kỳ việc gì xảy ra thì trong các cuộc đàm phán vẫn không được thay đổi gì cả. Tôi không muốn ông nhường bộ người Bắc Việt Nam chút nào. Do những tin tức như thế này, họ sẽ bốc lên như diều. Ông sẽ phải kéo họ xuống đất bằng cách ứng xử của mình, không đa cảm, không nhà nhãn, không lịch sự. Và chúng ta sẽ cho ông bạn Xô Viết của chúng ta biết rằng tôi đã sẵn sàng bỏ rơi hội nghị thượng đỉnh nếu như đó chính là cái giá mà họ muốn bắt ta phải trả.
Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng sẽ không đến hội nghị thượng đỉnh nếu như chúng ta vẫn còn gặp những khó khăn ở Việt Nam. Minh chứng cho điều này, trong hồi ký của mình, Nixon cay cú viết rằng: "Tôi không thể dự hội nghị cấp cao và chạm cốc với Brezhnev khi xe tăng Xô Viết chạy ầm ầm qua Huế hay Quảng Trị. Hội nghị cấp cao không đáng một đồng, không cần mua bằng thất bại ở Việt Nam. Mặt khác, ta kiên trì trao đổi, giải thích, thông tin về tiến trình đàm phán cho bạn bè quốc tế, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, để tranh thủ sự ủng hộ, viện trợ của bạn, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực từ chính sách ngoại giao nước lớn của Mỹ." Vậy câu hỏi đặt ra, Việt Nam đã sử dụng sách lược gì để đối phó với sự lật lọng của Nixon trên bàn đàm phán? Câu trả lời đó là, để giữ vững được thế thượng phong trước sự lật lọng trắng trợn của Mỹ, chúng ta chủ trương vững vàng ở cả thế đánh và đàm. Trước hết, phải nói rằng vừa đánh vừa đàm là sách lược không mới trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Phần lớn trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Việt Nam luôn phải đánh đuổi kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều, nên phải vừa đánh vừa đàm. Đánh để thể hiện thực lực và quyết tâm của mình, đàm để dùng lý lẽ phân tích điều hơn lẽ thiệt để địch nghe mà rút quân, tránh cho cả hai bên thêm thương vong không đáng có và giữ thể diện cho địch. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta lường trước được hệ lụy từ cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Việt Nam luôn tránh bị trở thành đấu trường giữa các nước lớn, càng không muốn để các nước lớn định đoạt vận mệnh của dân tộc mình. Thậm chí, có một vài quốc gia muốn đưa quân vào giúp đỡ nhân dân Việt Nam như Liên Xô, Trung Quốc, nhưng Đảng, nhà nước ta chỉ đồng ý để họ làm nhiệm vụ huấn luyện, sửa đường xá vì chúng ta muốn tự lực cánh sinh, độc lập, tự chủ trong thực hiện đường lối kháng chiến của mình. Sách lược đánh đàm của ta đề ra lúc đầu gặp những phản ứng trái chiều từ các nước anh em, bạn bè trên thế giới, trong đó có Liên Xô và 14 nước thuộc phong trào không liên kết, kêu gọi ta ngồi nói chuyện với Mỹ để giải quyết chiến tranh. Tháng 3 năm 1967, Liên Xô đề nghị Việt Nam không nên yêu cầu Mỹ chấm dứt ném bom không điều kiện. Bởi Mỹ khó chấp nhận việc chấm dứt ném bom không điều kiện, nên nêu ra không có ích gì cản trở thương lượng. Và Liên Xô gợi ý cho Việt Nam có thể chấp nhận xuống thang về hình thức để đánh lừa Mỹ. Ngược lại, có nước còn khuyên Việt Nam tiếp tục đấu tranh quân sự cho đến khi giành thắng lợi hoàn toàn, để có một hậu phương quốc tế thống nhất với Việt Nam. Trước khi bước vào thời kỳ vừa đánh vừa đàm, Việt Nam đã nói rõ quyết tâm chiến lược và sách lược của mình trong cuộc kháng chiến với các nhà lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc. Những ý kiến đóng góp của bạn bè trên thế giới đều được chính phủ Việt Nam trân trọng, nghiên cứu, nhưng chúng ta cũng giải thích, trao đổi để bạn bè thế giới hiểu rõ đường lối đấu tranh độc lập, tự chủ của mình, kiên định đi đến bàn đàm phán với những mục tiêu, yêu cầu được cân nhắc. Chúng ta xác định thế trận, miền Bắc cứ đàm, miền Nam cứ đánh. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trước khi đoàn đại biểu qua Paris: "Các chú đi Pháp, ở nhà người ta đánh cho các chú phát huy." Nghĩa là phải biết tận dụng thắng lợi trên chiến trường để làm vốn đàm phán. Phải phối hợp quân sự với ngoại giao, vừa đánh vừa đàm mới có hiệu quả nhất. Thế trận vừa đánh vừa đàm của ta được triển khai hơn một năm. Ngày 25 tháng 1 năm 1969, các cuộc hội đàm bốn bên ở Paris vẫn chưa đi vào thực chất, trong khi quân ta gặp một số khó khăn trên chiến trường. Nhân cơ hội đó, Mỹ vớt vát đàm phán trên thế mạnh bằng cách đẩy mạnh chính sách tiến công hòa bình và nỗ lực tìm kiếm thắng lợi về mặt quân sự. Trước tình hình đó, vào tháng 1 năm 1970, chúng ta nhận định chỉ khi Mỹ vấp phải thất bại nghiêm trọng hơn, hết hy vọng vào âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh, thì chúng mới buộc phải đi vào con đường thương lượng nghiêm chỉnh để tìm một giải pháp chính trị. Chính vì vậy, chúng ta hạ quyết tâm mở các hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn nữa. Vậy câu hỏi đặt ra, Việt Nam đã làm gì để lật ngược thế cờ mà Mỹ đưa ra? Biến quyết tâm thành hành động, năm 1971, quân giải phóng miền Nam Việt Nam phối hợp với quân đội cách mạng Lào và Campuchia đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại khu vực đường 9 Nam Lào, cuộc hành quân toàn thắng 171 và cuộc hành quân Quang Trung 4 của quân đội Sài Gòn ở Đông Bắc Campuchia và Tây Nguyên Việt Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân và dân Việt Nam mở cuộc tiến công chiến lược đánh địch trên mặt trận lớn Bình Trị Thiên, khu Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đến đồng bằng sông Cửu Long. Sau 3 tháng tấn công, quân và dân Việt Nam giành thắng lợi to lớn, giải phóng hoàn toàn Quảng Trị và một phần các tỉnh Kon Tum, Bình Định,
Bình Long, Bình Phước mở ra nhiều khu vực quan trọng ở khu 5. Đồng bằng sông Cửu Long giải phóng gần 1 triệu dân trước đòn tấn công mãnh liệt và bất ngờ của quân và dân miền Nam. Quân Mỹ, Ngụy lúng túng vội vàng bỏ tuyến phòng thủ bên ngoài, co về phòng thủ trong tuyến. Cuộc tiến công chiến lược của quân và dân miền Nam nổ ra ngày càng mạnh và đều khắp, khiến Mỹ nhận thấy rằng quân đội Sài Gòn, xương sống của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, có nguy cơ đổ vỡ. Trong khi đó, chính quyền Nixon bị dư luận lên án mạnh mẽ, phải tìm cách đối phó bằng việc chia rẽ Việt Nam với các nước đồng minh chiến lược. Minh chứng cho điều này, trong cuốn Nền Hòa Bình Mong Manh Washington, Hà Nội và Tiến Trình Hiệp Định Paris, tác giả Pierre Celin viết: Mỹ phá vỡ mối quan hệ giữa Hà Nội và hai cường quốc cộng sản, đồng thời lợi dụng sự chia rẽ giữa Moscow và Bắc Kinh để giúp Nixon chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương thông qua thương lượng về một giải pháp tại Paris. Ngày 21 tháng 3 năm 1972, Nixon đơn phương ngừng không thời hạn đàm phán Paris, đổ lỗi cho Việt Nam gây bế tắc, không thương lượng nghiêm chỉnh. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, Nixon ra lệnh ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam và tháng 5 năm 1972 ra lệnh thả bom mìn bao vây, phong tỏa các sông ngòi, hải cảng ở miền Bắc Việt Nam. Đến lúc này, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của chính quyền Nixon buộc phải thay đổi lớn, chuyển sang tái Mỹ hóa cuộc chiến tranh. Nghĩa là khi thấy chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không làm nên trò trống gì, buộc Nixon phải ra tay. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là Mỹ sẽ làm gì tiếp theo? Và Việt Nam tung đòn giáng chí mạng vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh như thế nào? Làm sao để Mỹ đi đến ký hiệp định cuối cùng và rút quân về nước? Và câu trả lời đó sẽ có vào số sau vào lúc 19:30. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ like và bấm vào đăng ký để ủng hộ kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!